Trên cơ sở tham mưu của cán bộ công chức, Ủy ban Nhân dân cấp xã giả soát bổ sung, điều chỉnh, ban hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan, nội quy quy chế tiếp công dân, quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, quy định cụ thể rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ công chức. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền cấp xã chủ động ra soát, kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền, bãi bỏ những thủ tục trồng chéo không cần thiết. Nơi làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được bố trí ngăn nắp, quy trình thủ tục được niêm yết công khai. Cán bộ trực bộ phận một cửa là những người có năng lực trình độ. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm giải quyết đúng thẩm quyền đối với từng loại thủ tục hành chính. Đến nay, 204 trên 204 xã phường thị trấn thực hiện mô hình một cửa cấp xã, thực hiện 142 thủ tục hành chính. 80 trên 204 ủy ban nhân dân cấp xã đã ứng dụng hiệu quả hệ thống một cửa điện tử và chữ ký số trong gửi và nhận văn bản điện tử.